ngày 25 tháng 5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông L.V.T, giám đốc công ty cổ phần cấp nước Chư Sê, cho biết nhà máy hiện đã tạm dừng cung cấp nước cho người dân vì nợ tiền điện, bị điện lực cắt điện. Theo ông T, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do thời gian qua nhân viên thu tiền nước của công ty tự ý giữ lại tiền nước người dân đã đóng mà không nộp về công ty. Ngoài ra, khi kiểm tra phát hiện số hộ sử dụng nước thực tế lên tới khoảng 2.600 hộ, lớn hơn con số 1.600 hộ mà nhân viên khai báo với công ty. Thêm nữa là việc chưa thống nhất khung giá mua bán điện với phía điện lực khiến doanh nghiệp rơi vào khó khăn. Những điều này dẫn tới việc công ty nợ tiền điện và bị điện lực Chư Prong cắt điện, không thể tiếp tục hoạt động sản xuất. Công ty đã có thông báo gửi khách hàng và cơ quan chức năng về việc dừng cung cấp nước sinh hoạt trên toàn huyện Chư Sê từ 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5. Theo ông T, ngay khi bị cắt nước, nhiều người dân bức xúc đã kéo đến văn phòng nhà máy để phản đối. Người dân cho biết hàng tháng vẫn đóng tiền nước đầy đủ nên không chấp nhận được việc bị cắt dịch vụ. Ông T cho hay công ty đã yêu cầu các nhân viên thu tiền nước khắc phục hậu quả, đồng thời sẽ xem xét chuyển cơ quan chức năng xử lý các sai phạm về quản lý tài chính tại doanh nghiệp.